Tiểu thuyết Tình địch của vua, tác giả Michel Shevchenko, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nói đến câu này, ông Jack để cho Sanh đau đớn, không phải lao ra cửa mà sang phòng bên cạnh. Trong vài giây, Sanh vẫn choáng váng không thở nổi. Ôi, nàng thì thào. Khi bình tĩnh lại, người đàn ông này phải nói, ông ta phải nói hết, nhà vua không yêu mình. Người đàn bà đó, cô nàng Sully là nữ bá tước đi Paris, mình sẽ có cách buộc ông ta nói hết sự thật. Nàng chạy vào phòng mà người lạ mặt đã vào. Nàng không thấy ai cả, nàng tìm khắp nơi trong căn hộ, ông Jack đã biến mất. Ông Jack như người ta nghĩ, không phải một sinh linh bằng chất lỏng có thể tan biến xuyên qua những bức tường, chỉ đơn giản là những bức tường của biệt trang đã có mẹo gian lận như ở nhiều ngôi nhà ở thời kỳ này, và để vào có một lối đi bí mật được đóng kín. Ông Jack 2 giờ sau cuộc trò chuyện mà ông vừa có và ông quyết định đẩy ra tính cùng đã biết được 3 điều quan trọng. Điều thứ nhất là Dasha đã gặp nhà vua, điều thứ hai là hiệp sĩ đã bị bắt, điều thứ ba là nhà vua hoàn toàn quyết định quay lại ngôi nhà dưới hàng cây, và do đó ông chọn sự xếp đặt của mình. Lúc 10 giờ tối, ông lại xuất hiện trước Sanh, cũng với cùng những biện pháp bí mật. Ông biết được qua cô hầu phòng rằng Sanh đã đồng ý dùng một chút thực phẩm, và từ đó đến giờ nàng chỉ khóc. Thật vậy, ông thấy nàng tái nhợt, mặt mày rũ rượi, với cặp mắt dường như van xin số phận ban ơn. Một thoáng thương hại lướt qua trên gương mặt của ông Jack, nhưng như chúng ta đã nói, ông quyết định đi đến cùng. Thưa phu nhân, ông dịu dàng nói, bà có quyết định đi theo tôi không? Tôi đã sẵn sàng. Ra nói với nhiều quả quyết hơn người ta đã phỏng đoán. Nàng trùm ngay áo choàng của mình và đội nón trùm. Điều đó có vẻ chưa đủ với ông Jack, vì ông chìa cho thiếu phụ một chiếc mặt nạ hóa trang bằng nhung đen mà nàng áp ngay lên mặt không hề phản đối. Chính ông cũng phủ một chiếc áo choàng rộng và đeo mặt nạ lên mặt. Ông đưa cánh tay cho Jean tựa vào. Vài phút sau họ đã ở bên ngoài. Đêm mùa đông rất lạnh và sáng, bầu trời đầy sao và dần trăng hầu như tròn đầy với tia sáng màu xanh nhạt. Jean không nói lời nào, chỉ là đôi lúc khi nàng lướt qua, nàng thấy kỵ sĩ của mình đang nắm chặt cánh tay mình và giữ lấy thật mạnh. Đương nhiên, người lạ mặt sợ rằng nàng thoát khỏi ông và tìm cách giữ nàng thật chặt. Chẳng bao lâu họ đến với ngôi nhà dưới hàng cây. Ông Jack dừng lại cách ngôi nhà nhỏ 15 bước, gần như đối diện với cửa sau một thân cây. Cặp mắt của Jack nhìn chăm chăm vào cánh cửa này. Giờ đây nàng run lên, những cơn run co thắt khiến nàng kích động. Nửa giờ trôi qua như thế, ở xung quanh không có ai cả. Căn nhà nhỏ im lặng, được dần trăng soi sáng chói lọi. Chú ý, bỗng ông Jack nói, trên mặt đất bị băng giá đông cứng, người ta nghe tiếng bước chân, hầu như ngay lập tức, hai người đàn ông xuất hiện, hoàng thượng và người hầu phòng của ngài. Ông Jack nói trong một hơi thở, Jean run rẩy rất lâu, một trong hai người đàn ông dừng lại, rồi bước lùi lại, chìm khuất trong một bóng cây. Người kia nhanh nhảo đến gần cửa, nắm lấy chiếc búa mà ông để rơi xuống hai lần. Ông Jack nhắm tay Jean và thì thào, nhìn xem, đó là nhà vua, và ông sẵn sàng túm lấy thiếu phụ, đặt tay lên miệng nàng để ngăn nàng la lên. Nhưng Jean không muốn có một cử động nào, chỉ là nàng có một cử chỉ máy móc gỡ chiếc mặt nạ ra. Louis 15 đã biến mất trong nhà, cánh cửa đóng lại, và Jean đầu cúi xuống khóc, khóc giấc mộng tình yêu đẹp đẽ thanh khiết trong trắng của nàng đã liệm tắt mãi mãi. Nàng đau đớn một cách tàn khốc, phải, đó là nhà vua, đó là người yêu dấu. Chính ngài đã vào trong đó, nàng đã thấy gương mặt ngài một thoáng, nhưng chẳng phải nàng đã thấy đường nét của ngài, mà nàng vẫn còn nhận ra, chỉ cần nghe bước chân, dáng đi, thái độ, thế là hết rồi. Một lời phiền não trẻ con lay động nhẹ nhàng trên môi nàng. Bà có được thuyết phục chưa? Hãy đưa tôi đi, nàng ấp úng, đưa tôi đi, tôi đau khổ quá rồi. Hãy đến đây, vì chúng ta cần trò chuyện. Ông lại nắm lấy cánh tay nàng. Nàng muốn theo ông, nhưng lúc đó dường như sức lực của nàng bỏ rơi nàng, rằng trái đất biến mất dưới bước chân nàng, và ngước ánh mắt đau đớn về phía người lạ mặt đã gây cho nàng bao nỗi đau. Như một con hươu cái nghe tiếng sủa, nàng ngất đi trong tay ông. Ông Jack rút ra từ trong ngực một chiếc còi và thổi vào cảnh tĩnh lặng một tiếng kêu chát chúa. Trong chốc lát, một chiếc xe được giấu dưới hàng cây cách đó 100 bước nhẹ nhàng đến gần. Ông Jack đặt Jean đang ngất xỉu lên đó và chính ông cũng lên xe. Nửa giờ sau cảnh này, Jean nằm nghỉ trong một chiếc giường lớn ở cuối biệt trang bí mật trong căn nhà ở hẻm rời xẹt qua. Gần nàng có cô hầu phòng canh chừng. Và cách giường vài bước trên một cái bàn, ông Jack cẩn thận chuẩn bị một dung dịch an thần.
thiêu phụ đáng thương bị sốt, nàng mê sảng, những lời ngắt quãng đếm trên đôi môi bỗng cháy của nàng và xuyên mí mắt khép hờ. Gương mặt đỏ lựng, những giọt nước mắt tiếp tục chậm chậm rơi. Chương 4. Tâm hồn của một thi sĩ. Giờ đây chúng ta hãy để cho những nhân vật khác nhau này lần lượt ở trong những tình cảnh mà họ bị đẩy đưa tới, có nghĩa là nhà vua và Juliet Bécu, tức nữ bá tước Du Barry giả, tiếp tục cặp đôi tình tứ đã bắt đầu một cách lạ lùng. Hiệp sĩ Dassa là tù nhân ở lâu đài Versailles, bá tước Du Barry tỉnh dậy từ giấc ngủ bị thôi miên, tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với ông ta. Rang chống lại cơn mê sảng và ông sắc cuối cùng chờ ở đầu giường nàng, cho đến lúc mà ông có thể tiếp tục tác phẩm của mình. Và chúng tôi yêu cầu độc giả hãy tháp tùng chúng tôi đến Paris, nơi mà nhiều sự việc và hành động của các nhân vật khác mà hẳn độc giả không quên, khuyến khích chúng tôi chú ý. Chúng tôi muốn nói đến ông Tournehem, ông Henri Dijon, ông Damien của Eloise Bosson. Cuối cùng, về hai người không thể chia tách được có tên là Grébillon và Noé Poisson. Nếu độc giả sáng suốt đồng ý, thì chính là về hai người bạn xứng đáng này mà chúng tôi có chuyện vào lúc này. Vậy Grébillon và Noé Poisson đã ra sao từ khi Jeanne bị bắt cóc? Khi cỗ xe ngựa mang phu nhân Dijon đi nước kiệu với hai con ngựa mạnh mẽ của nàng bị lay động trên con đường về Versailles. Noé Poisson tái nhợt nhưng tự hào vì đã giúp cứu người mà ông gọi là con gái mình, đã nói với bạn là Grébillon, phu nhân ấy đã được cứu, chà, chúng ta chịu khổ. Thi sĩ đã thì sao, cứu, ai biết, rồi ông trở về nhà mình sau khi trao đổi một cái bắt tay với ông bạn Poisson. Ông này điềm tĩnh và bình thản như một vị thần thanh thản, về phía ông ta đã rời xa. Trong vài ngày, Noé đề phẩm giá nghỉ ngơi trong nhà ổ chuột của mình ở đường Usset. Ông ta có tiền, nhưng nếu ông ta thiếu tiền, ông bỗng nhớ mình có ở đâu đó một người vợ, nàng Eloise thân thiết và hiền dịu, thường hay trách móc với quá nhiều lý trí, nhưng có lẽ sẽ đồng ý lấp đầy cái túi rỗng của chồng. Điều cho phép giải tỏa cơn khát của ông đang thôi thúc và nhờ đó trả lại cho ông mọi ý tưởng. Thật vậy, Noé hết sai không cảm thấy dĩa ăn của mình ngon nữa, nhà nghiền bánh mì đen khiến ông rất lo cho sức khỏe của mình. Mặt khác, ông không gặp lại Grébillon và thấy nhớ thi sĩ. Và rồi, chẳng phải nên tiếp nhận lời khen của vợ ông sao? Nếu con gái ông Jeanne mà còn sống, chẳng phải với trí thông minh của ông, sáng kiến của ông, sự tích cực của ông mà cô ấy được cứu sao? Mọi điều đó không xứng đáng được khen thưởng sao? Và phần thưởng nào đẹp bằng đồng uy vàng chạm hình ông vua yêu dấu, thậm chí ít hơn thì vài đồng écu? Và nếu Eloise phân nửa cuộc đời khó chịu của ông tỏ ra gay gắt, thì Noé sẽ đi tìm ông đợi tuột Nohem và ông Dijon. Quỷ thật, người cha và người chồng của Jeanne chắc chắn sẽ không từ chối lòng biết ơn bằng tiền cho Noé tốt bụng đã cứu vợ của người này và con gái của người kia. Đó là những suy nghĩ của tiên sinh Poisson khi ông ta thấy mình không còn một xu dính túi. Vậy nên Noé rời đường ướt xét, không chao đảo, dù nhịn đói, thẳng tiến về bến Augustin, nghĩa là về dinh thự Dijon nơi Eloise đã chọn làm địa chỉ. Ông bước vào theo kiểu mà ông nghĩ là bề thế và bệ vệ, điều không ngăn cấm lão phu nhân đón tiếp ông một cách còn hơn là man rợ. Eloise từ khi Jean biến mất như trên lò than nóng, chỉ tưởng tượng đủ mọi chuyện, đoán một phần nhưng không hết giận. Anh kia rồi, chị kêu lên, đồ sai xưa, đồ cái túi rượu, anh ở đâu về, anh uống hết tiền và về đòi tiền khác có phải không? Noé nhồi thuốc lá vào mũi, lớn ra phòng lên và trả lời rất điềm tĩnh. Thật vậy, anh đã uống hết tiền mà anh có, nhưng vợ à, dù anh sai khước, em phải nợ lời coi trọng anh. Anh nói hơn nữa, sự kính trọng, anh phải nhịn đói vì nói những chuyện không có nghĩa như thế. Thật sự là anh nhịn đói, Noé buồn rầu thú nhận và thở dài. Nhưng anh biết, tuy nhiên anh biết mình nói gì em yêu, và anh duy trì điều anh đã đưa ra, vì cuối cùng không phải là các người đã giật được danh của chúng ta ra khỏi mối hiểm nguy mà con nó đã gặp phải. Eloise giật mình, có phải chị sắp biết một mối nguy hiểm, Jeanne? Chị hồi hộp hỏi, anh muốn nói gì? Đơn giản là Jeanne, có vẻ như có những kẻ thù căm giận tính mạng của cô ấy. Và nếu bây giờ cô ấy ra khỏi dòng nguy hiểm, là nhờ tôi, Noé Poisson, cha của cô ấy mà cô ấy phải mang ơn. Thế đây, Jeanne có kẻ thù, ai nói với anh như vậy? Xem nào, nói đi. Ai, ông Berger bằng xương bằng thịt, một nhân vật rất đáng yêu vợ à. Ông Berger đã nói với anh, ôi ôi, người vợ nghĩ, điều đó có nghĩa là gì? Mà chuyện quỷ quái gì mà Berger lại xen vào? Rồi lớn tiếng chị nói thêm, vì chính anh đã cứu Jeanne, anh hãy giải thích đi.
Chính anh, người có mặt ở đây, người sai trả lời với vẻ khiêm tốn đầy phô trương. Thế nào, hãy kể cho em nghe chuyện đó. Kể nhanh và rõ, đừng quên chi tiết. Nếu anh muốn em cung cấp hậu bao cho anh, lúc ấy Noe đã nói hết với vợ thật chi tiết về vụ bắt cóc phu nhân Dechen và không quên nhấn mạnh vai trò của ông, Noe Poisson đã đóng trong chuyện này. Người sai nghĩ rằng nếu ông càng đưa ra tầm quan trọng của mình trong chuyện này, thì số tiền ông giật được của vợ càng lớn. Eloise là một người mánh khóe, không chút ái nái, đã đặt trên người sai những tham vọng vô hạn. Chị theo đuổi những mục đích bí mật nhưng hoàn toàn rõ ràng. Thật sự là chị không biết gì từ khi chị đến thăm bà thầy bói bài và đọc cho bà ta nghe những câu trả lời đã nói với Jean. Thật sự là chị đã hoài công chạy khắp Paris đủ mọi hướng. Nhưng giờ đây chị suy nghĩ, và đó là điều mà ông chồng ngu ngốc của chị chẳng thấy gì. Chị đọc, chị lật bài ngửa, chị theo dõi cả âm mưu mà Noe đã ngây thơ tiếp tay. Khi kéo gần câu chuyện kể của Noe bằng những quan sát của cá nhân mình, bằng những thông tin thầm kín của chị, bằng những con đường ngoằn ngoèo, chị đi đến một kết luận hợp lý, không thể chối cãi rằng Jean đã bị ông Berger bắt cóc cho nhà vua. Và ai biết, một số sự việc trở lại với chị trong suy nghĩ, khiến chị tin có lẽ chính nhà vua đã mượn tay vụ bắt cóc này. Chính là nhà vua sao? Người vợ rùng mình sung sướng với ý nghĩ ấy. Jean ở Versailles vì nhà vua ở đấy. Jean giờ này chắc hẳn là tình ương của vua và các cặp tình nhân chẳng đều như nhau cả sao, giấu tình yêu của mình trong cái tổ ấm kín đáo nào đó. Jean tình ương của vua là cánh cửa mở lớn cho mọi dục vọng và chị Eloise Poisson sẽ dành cho mình chỗ tốt, tốt nhất trong mọi nhiệm sở hay sao? Jean tuy thật sự chỉ là tình ương kín đáo không thú nhận của vua, nhưng chúa vạn tế. Nhưng nàng đã ở đó, nàng và nhà vua, ông vua rụt rè, mà dám làm như thế, nàng sẽ biết cách ông ta đưa đến chỗ tuyên bố công khai và những lời cố vấn của chị. Jean, con gái chị sẽ trở thành người được sủng ái, vì chị không ngờ một phút giây nào là Jean nhượng bộ nhà vua. Cho nên niềm vui, niềm kiêu hãnh làm cho chị ngạt thở, chị để bí mật của mình bùng nổ và cho Noe biết, hài lòng đảo mắt sợ hãi, lóa mắt và điều mà chị nghĩ là sự thật. Poisson bạn yêu, chị nói thêm khi kết thúc, vận hội của chúng ta giờ đây đã được đảm bảo rồi. Nhà vua, đó là nhà vua, và anh đã giúp ngài, hẳn rồi, và đó là thật. Ai chà, đó là điều sẽ làm cho Crébillon vui thích. Mình sẽ chạy lại báo cho cậu ấy tin tức may mắn này. Và với tính vô tư lự của người sai, Noe thật ra không phải là người ác độc, nhưng bộ não tâm tối và hạm hẹp, không hề biết nghĩa của độc địa và cấm kỵ, kêu lên thật sung sướng cho chúng ta. Thật vậy, vì bây giờ anh hy vọng em không từ chối anh vài đồng louis. Cả con người của Noe dồn vào mấy câu chữ này. Eloise lần này tỏ ra độ lượng. Này, cầm đi, và nhất là đừng nói một chữ nào với ai hết. Và người vợ chìa cho chồng mình một hầu bao căn phòng mà ông này nhanh nhẹn luồn vào một trong những cái túi. Khi chiếm được thứ mà ông ta khao khát, Noe chuồn thật nhanh. Mà vợ ông ta đang chìm trong những giấc mơ thét vàng, không nghĩ đến chuyện giữ ông ta lại. Bên ngoài, người sai cân nhắc cái hầu bao. Hề hề, ông nói với vẻ hài lòng hiển nhiên, đó là thứ có thể tặng không ít chai rượu vang ăn su cho người bạn tuyệt vời. Không nói một chữ nào với ai, được thôi, nhưng Crébillon là mình, còn mình là Crébillon. Lời không sốt bụng khi đang vui, ông nghĩ đến thi sĩ mà ông đang hướng về nhà ông này bằng những sải chân lớn. Nhễ nhại mồ hôi và đau đớn, ông đến ngã tư Puissy và ông bắt đầu leo lên 3 tầng lầu của thi sĩ cũng nhanh như đôi chân ngắn và cái bụng to của ông cho phép. Poisson vào như một cây dòi rồng.